Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi trên hệ sinh thái thể thao của VTV Cup. Chúng ta sẽ lại tiếp tục với những diễn biến của VBA 2023 giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam. Lúc này thì chuẩn bị là những diễn biến của ngày thi đấu thứ tư, nơi chúng ta cùng nhau chuẩn bị trải nghiệm trận đấu giữa Hà Nội Buffalo và Cần Thơ Catfish. Hà Nội Buffalo thì chưa có được điểm nào và họ đã không thể có được một khởi đầu thuận lợi sau thất bại trước Sài Gòn Heat ở ngày ra quân. Trong khi với Cần Thơ Catfish thì đội bóng này đang chơi trận đầu tiên của mình và sẽ là đội xuất quân muộn nhất ở VBA năm nay. Catfish sau hai cú ra tay gọn gàng trên vạch ném phạt của D'Angelo Hamilton. Còn January thì đáp trả bằng một cú ném ba. Đây là Tăng Minh Trí. Chúng ta có Minh Trí xoay người dứt điểm. Và xoay người chúng ta một kỹ thuật tốt của Tăng Minh Trí. Michael Soy rất hay, vẫn là Soy. Ja Morgan. D'Angelo Hamilton xin bóng, có khoảng trống và đó là cú ném ba thành công của D'Angelo Hamilton. Ở những tình huống như thế này, Tâm Đình đột phá, đường chuyền tốt cho January. Cuối cùng thì cũng có điểm số thứ 5 cho Hà Nội Buffalo. Một đường chuyền nội bất tài, đây là Ja Morgan, 2-1. Michael Soy tay phải rất dễ dàng. Là bóng cho Catfish, một outlet pass quá hay, vẫn là Michael Soy. Thế trận ở hiệp 1 này đang rất giống với hiệp 1 ở trận đấu giữa Hà Nội Buffalo và các cầu thủ Sài Gòn Heat. Tuy nhiên thì Việt Hoàng, cầu thủ được huấn luyện viên Eric Rashad ưa thích, đang là 18-8. Nhưng về phía các cầu thủ Cần Thơ Catfish, Đinh Thanh Tâm, Trần Minh Hiếu, cú ném từ góc không đội của Minh Hiếu và tới ra tấn công em luôn. Huy Hoàng đã trở lại sân, kích ra góc không độ, đi tấn công ra tay từ góc không độ và Hà Nội Buffalo có điểm số thứ 14 cho D'Lo. Chúng ta có thể thấy Tiến Dương đã phòng ngự tốt đến như thế nào, anh buộc Andrew Hamilton phải có một cú ném xa và Russell Smith tiếp tục có thêm điểm số. Huy Hoàng, Tâm Đình ở góc 45 độ, quả bóng ở low post, một tình huống mismatch tốt và Russell Smith. Điều bắt đầu từ nửa sau của hiệp đấu thứ hai, chính xác là của hiệp đấu thứ nhất. Như lần này thì D'Angelo Hamilton đã có pha khai thác tốt ở khu vực cận rổ. Dẫn bóng sẽ thuộc về Tâm Đình nhiều hơn. Một cầu thủ cũng có khả năng dẫn bóng tốt. Tâm Đình. Cú ném và Tâm Đình đã đem về điểm số đầu tiên cho bản thân trong trận đấu này. Ném 3 điểm là điều đương nhiên đối với Hà Nội Buffalo và họ cần phải tận dụng những cơ hội như thế. Cú ném 3 điểm của Tâm Đình. Của cầu thủ Hà Nội Buffalo. Thời gian thi đấu vẫn còn khoảng 4 phút nữa. January. Rất tuyển rất tốt. Lên. Một pha chạy bài rất hay nhưng tiếc là cú ném của Michael Soy không thành công. Tuy vậy thì vẫn còn đó D'Angelo Hamilton với một rebound tấn công. Sài Gòn Heat, Quang Anh thậm chí còn không được ra sân. January. Cú ném ngay của January và đây là những gì mà Hà Nội Buffalo chờ đợi từ anh. Được chuyền cho Michael Soy, cách end shoot ngay. Quá ngọt. Cú ném quá đẹp của Michael Soy. Nhả lại cho January, đây là đinh tiến công. Vẫn là tiến công. Bóng lại trong tay January. D'Angelo Hamilton bị kéo ra cánh. Cần một điểm trợ. January ra tay. Và tiếp tục là cú ném chính xác của Anthony January. Và trong đó đã có 3 tình huống ném xa rồi. Nhưng đây là cú dứt thuê của Michael Soy. 23 giây cuối và 13 giây cho đợt tấn công của Buffalo. Smith và Ja Morgan. Một pha xoay người phây quay quá đẹp và điểm được ghi cho Russell Smith. Đã để mất bóng. Tiến Dương 3-1 và đây là Đinh Thanh Tâm, điểm cho Tâm Đình. Tình huống mà cầu thủ của Cần Thơ Catfish đã để tuyệt bóng. Huy Hoàng đã có điểm số đầu tiên trong trận đấu này. Và màn rượt đuổi của chúng ta vẫn tiếp tục. Đường chuyền ra Tô Quang Trung, cú ném với quỹ đạo quá đẹp. Ngay khi bóng rời tay là có cảm giác sẽ vào rồi vì dáng ném quá hoàn hảo. Tâm Đình đang cố gắng tiến vào trong. Đường kích ra January. Khoảng trống cho January. Lại là January. Và trước mặt anh vẫn là Soy. Soy nhỏ con hơn. Soy gây áp lực rất tốt. Có pha tiếp in thành công và điểm được ghi cho Smith. Cả hai đội đều không thích tỷ số này. D'Angelo Hamilton rất mạnh mẽ. Có end one. Phải không? Ô Tâm Đình, những áp lực của Hamilton là không nhỏ chút nào. Đường chuyền hay. Và lại là điểm cho Catfish. Khoảng cách tiếp tục được thu hẹp.
Đây là tình huống rất hát xô của Tâm Đình. Bóng được lấy cho Bắc Phalo. Quá thuận lợi rồi, không thể khác được, và hai điểm cho Hà Nội Bắc Phalo. Smith đã lắc trái rất hay. Quá tốt, tình huống đánh ISO tuyệt vời của Russell Smith. Thì bây giờ Russell Smith đang cố gắng sử dụng nguồn năng lượng ấy để có thể tấn công vào rổ của các cầu thủ của Memphis cũng như phòng thủ Hamilton. Tuy nhiên Hamilton quá khỏe. Smith, January đợi sẵn ở trên. Lần này thì sao? Thì có N1 cho Antonio January. Một bàn chân cực kỳ thú vị giữa Antonio January và D'Angelo Hamilton. Hôm nay Hamilton đang có nhiều điểm hơn, nhưng có vẻ người đang thắng thế lại là Antonio January. Lại là bù rổ của Russell Smith. Giữ bóng càng lâu càng tốt. Đột phá của Ngọc Khánh, đoàn kích rất tốt. Tiến Dương, 3 điểm được ghi. Đã có được lợi thế dẫn điểm. Anthony January, lỡ điểm. Và bây giờ thì Hà Nội Buffalo có tới 3 cầu thủ ghi trên 20 điểm. Hà Nội Buffalo đã để thua với cái biệt 14 điểm trong trận đấu ra quân của Sacramento. Và họ đã đòi lại 14 điểm ấy ở cuộc đọ sức với Denver Nuggets 86-72. Hà Nội Buffalo có trận chiến thắng đầu tiên tại VBA 2023.